chỉ cho anh em. Anh em nào mà có cái máy du khách này nè, mình sẽ có cái cách tháo cái con ốc rỉ nha. Cái lốc này lúc mà người ta tháo ra nó bị gãy luôn con ốc. Tao tháo được có 4 con rồi. Xong rồi còn cái con này gãy người ta để vậy luôn, rồi ta gửi cho mình nè. Rồi mình đem đi xả xi về, xong cái mình cũng không có biết là không thấy con ốc này. Rồi thấy họ dán, họ chích cái gì nhỏ nến vô để họ tháo cái con này ra. Đây anh em xem. Thấy gì không? Đó anh em xem nè, nó rỉ sét, nó nằm luôn ở chổng rồi, bẻ con ốc, cái đầu ốc nó gãy luôn rồi. Thì họ mới nhỏ nến vô, họ tạo nhiệt đó, rồi họ dùng vít, rồi họ kẹp, thấy không? Họ dùng kềm, họ kẹp, họ dặn không được luôn. Thế là họ vứt cho mình. Rồi bây giờ mình xử lý làm sao? Mình sẽ xịt cái RB7. RB7 xịt vô. Không được luôn. Thử cái này coi. Đẹp nha. Giờ thử lại cho anh em xem rồi cũng không được luôn. Rồi bây giờ mình dùng cái phương án này thôi, tại vì kinh nghiệm là mình làm mình xài. Lúc mà mình điêu khắc á, là một số cái lốc này nè, người ta gắn sẵn con ốc nó bị kẹt á, thì mình trong cái kinh nghiệm mình làm, mình để ý á, là lúc mà mình khắc á, nó rung tự nhiên con ốc kia nó tuột ra luôn đó. Cho nó lạ là anh suy nghĩ là trường hợp này mình có thể làm được ha. Thì bây giờ anh bật máy hơi lên, tốc cao lên. Rồi, dòng nó vô an toàn mà không có bị hư. Xíu nhớt vô, để lộn xíu RB7 vô nha. Giống anh em hay vô toilet mà xúc lọn á, đúng không? Có đàn ông mới biết cái vụ này đó nha. Đó, thấy không? Ra vàng vàng mấy đồ dơ đó. Rồi xúc tiếp. Rồi, quá hay. Ra rồi nha. Giờ cái này nữa nè. Trời ơi. Cho anh em xem. Rồi làm nãy giờ mới ra đó. Hư cái cổ mình luôn á. À. Thấy chưa? Quá hay luôn á. Chưa? Con ốc, đầu ốc này nó gãy rồi nè. Người ta đâu có tháo được đâu. Đó, dặn nó gãy luôn. Thì mình chưa có cách đó thôi. Đó. Thấy không? Cái lỗ ốc này xong rồi. Bây giờ mình mài dũa lại là xài được. Đó, lỗ ốc không bị hư. Thì vẫn còn răng ốc nè. Đó, vẫn còn răng ốc. Dặn vô bình thường. Thấy không? Mình không có phá mất cái răng của người ta. Hả? Rồi, bình thường. Thì bây giờ mình
vệ sinh thôi đúng không? Quá trời luôn ha, xịt R7 hết muốn nửa chai luôn á. Nhưng mà được cái máy rung, cái máy rung ha, cái này nó rung nè, đó nó rung, nó rung thì nó đánh ba cái rỉ sét đồ này đỏ, nó sẽ rung hết ở trong đó ra, nó chạy theo cái nước R7 nó chạy ra. Đó, đây là cái cách để mình thường xuyên sử dụng. Đó, còn mấy con ốc lớn quá nữa thì phải khò nhiệt hay như thế nào nữa thì tùy theo con mà mình làm ha. Rồi thì cái hướng dẫn của Alan tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã xem ha, cái quá trình mà Alan gỡ một con ốc này như thế nào. Rồi, bye bye.